Sau nhiều tháng chịu áp lực của công chúng, Facebook vào hôm thứ Năm loan báo sẽ có những bước mới nhằm chống lại sự tràn lan của tin tức giả, không đúng sự thật trên các mạng xã hội. Một trong những biện pháp mới sẽ được áp dụng với sự trợ giúp của Porter Institute là những người dùng Facebook sẽ dễ dàng nhận ra các tin giả được đánh dấu. Porter Institute là một tổ chức truyền thông có uy tín trong việc điều tra khách quan. Một khi các tin này được đánh dấu, sau khi kiểm tra, nếu pointer ghi dấu đáng ngờ thì sẽ kết nối với một tin liên hệ để biết vì sao tin này không đáng tin cậy. Trong những tháng gần đây, thì Bolder đã nhiều lần loan báo về việc các tin giỏng xuất hiện trên Facebook. Áp lực của Facebook là phải có những biện pháp chống tin giả đã có từ lâu, nhưng đặc biệt là gia tăng sau cuộc bầu cử Mỹ vào hồi vừa qua. Trong một cuộc tham luận dư luận vào công bố vào hồi thứ Năm, Paris Center cho biết rằng 64% dân Mỹ nói rằng hiện tượng tin giả phát triển khiến người ta bị nhầm nhẫn không còn phân biệt ra sự kiện thực trong những biến cố xảy ra. Trong số này, có 14% nói họ vẫn chia sẻ các tin tức ấy dù biết là giả, và 16% nói họ chỉ biết đó là tin giỏng sau khi đã chia sẻ với người khác.